trong tim. Dường như bao cay đắng đã nếm quá lâu trên bờ môi ấy. Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng để rồi. Suy nghĩ và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những tiền in vui ấy, cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Mấy con mèo quang này cứ lục bếp hoài. Chắc là mấy con mèo quang ở đây. Đi đi. Làm gì đi chứ? Sao cứ ở đây hoài vậy? Sao không về nhà với mẹ mày đi? Ráng đợi thêm một chút xíu nữa nha. Bạn ấy mà biết tụi mình về, bạn ấy sẽ ra đây. Trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Bộ ba không để ý ngửi mùi hả?
có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Như vậy là trời sắp mưa rồi. Xin lỗi nha, mình về trễ. Ba của mình, ba mình. Ba của bạn sao? Ba của mình bắt mẹ bạn đi rồi. Hả? Ông Đại, tôi xin ông tha cho tôi đi. Thằng nào? Sao bây giờ? Mình phải đi báo công an nhanh lên. Mày bị làm sao vậy? Đi báo công an nhanh lên, để người ta còn giúp mình nữa chứ. Lan Anh, bạn quay lại đó, đưa ba bạn về nhà đi. Không cần lo cho mình đâu, mình tự lo được. Lan Anh yên tâm, mình không có nói cho ai biết đâu. Bộ mày bị điên hả? Nếu không đi báo công an thì làm sao có thể cứu được mẹ mày chứ? Anh tự lo được, anh sẽ tự tìm cách. Chắc chắn anh sẽ tìm được mẹ. Bác chịu khó tìm chỗ nào nghỉ đỡ đi, rồi sáng mai bác sẽ về Sài Gòn sớm. Nếu không ba mẹ của Bảo lo lắm đó. Anh không về chung với Bảo được. Khi nào tìm được mẹ anh sẽ về liền. Bảo nói giùm với chú giám đốc là anh ở đây, để chú giám đốc khỏi lo cho anh. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nguyễn, mẹ ơi, mày đi đâu vậy Nguyễn? Một mình mày không làm được gì đâu. Nguyễn, quay lại nè. Thank you.
có biết tại sao thằng Nguyễn nó bỏ đi không? Dạ không, em không biết. Hình như thằng Nguyễn nó bỏ nhà đi là do nó nghe được thông tin gì đó từ má nó. Chị Dân nói với tôi là sau khi nghe xong điện thoại thì mặt nó rất là hoang mang. Nhưng mà có một cái điều nó trùng hợp là tại sao thằng Nguyễn bỏ nhà đi thì thằng Gia Bảo nó cũng mất tiêu. Anh nói sao? Dạ, Gia Bảo nó bỏ đi hả? Vì vậy bây giờ chỉ còn một cách, chú giúp tôi chạy xuống Tây Ninh gấp tìm bằng được hai anh em nó đưa về đây. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ đi. Khoan đã, tôi cần lưu ý chú một chuyện. Bằng mọi giá phải đưa Hữu Nguyện và Gia Bảo về nhà càng sớm càng tốt. Chú hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Năm giờ rưỡi có chuyến xe buýt đầu tiên đó, bạn cứ ngồi nghỉ đi. Khi nào tới giờ rồi tôi kêu. Ê, khoan đã. Ở gần đây có nhà hàng nào không? Nè, bảo ăn đi. Tôi không ăn cái này đâu. Còn món khác không? Ở đây có mấy nhà hàng Nhật Bản hay Hàn Quốc nào không? Nè, bạn đi đâu vậy? Tôi đi tìm mẹ của Nguyễn. Một mình bạn á thì làm được gì chứ? Bây giờ tụi mình chỉ có một cách thôi, là đi báo công an. Thì bạn cứ ở đây đi, đừng có đi theo tôi nữa. Bộ ở đây không có chỗ ngủ hả? Gần đây có khách sạn nào hay không? Tôi nhiều tiền lắm đó. Bạn có tiền cũng không làm được gì đâu. Ở đây không có khách sạn nào hết á. Thiệt ra cũng có một cái nhà hàng gần đây, nhưng mà giờ tối quá rồi, chắc cũng đóng cửa rồi. Bạn chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là ngồi đây ăn hết tô cháo, hai là ra bến xe buýt và nhịn đói. Tôi có việc ra ngoài rồi. Chờ tôi với. Cho con hỏi, bác có thấy chiếc xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không bác? Không thấy con. Dạ, con cảm ơn bác.
cho con hỏi, chú có thấy chiếc xe chiếc màu đen nào chị nghe qua đây không chú? Không, chú không thấy. Thấy không anh? Chú có thấy không chú? Tôi không thấy nữa. Xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không. Cô nào cao cỡ này, tóc dài dài, da trắng trắng không chú? Không thấy con ơi. Dạ, cảm ơn chú. Làm gì xe tao? Con xin lỗi chú. Cô ơi cô có thấy bạn nào cao chừng này, nhìn nhỏ nhỏ, đeo ba lô cỡ này đi ngang qua đây không cô? À không, tôi không thấy. Dạ, con cảm ơn cô. Bạn đã tìm thấy Nguyễn với mẹ Nguyễn chưa? Nãy giờ mình chưa tìm thấy. Cô ơi, hả? Cho con hai ổ bánh mì nữa nha. Hai ổ hả con? Cô ơi, cô cho con hỏi,
Cô có thấy chiếc xe chiếc màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không con. Ở đâu vậy? Con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Ăn đi. Anh là ai? Anh nói cho tôi biết đi. Ai đã sai anh tới bắt tôi? Là vợ ông tổng giám đốc hay là ông Tài? Mấy người đó muốn bắt tôi để làm gì? Họ muốn giết tôi có đúng không? Anh nói cho tôi biết đi. Cô ăn đi. Còn lâu mới tới nơi. Ăn đi. Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Anh à, anh cũng có mẹ mà đúng không? Anh thử nghĩ đi. Nếu anh ở trong hoàn cảnh của con trai tôi thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Một đứa con nít mà nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị bắt như vậy thì nó sẽ hoảng loạn như thế nào? Tôi xin anh, xin anh thương tình mà thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả cho anh nhiều hơn số tiền mà họ đã trả cho anh. Anh nói đi, bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho anh. Bao nhiêu tôi cũng sẽ tìm cách trả lại cho anh mà. Anh làm ơn làm phước cho người mẹ tội nghiệp này được về gặp lại con trai của mình được không? Anh làm ơn đi, làm ơn. Tôi xin lỗi cô, tôi không thể nào làm những điều cô yêu cầu được. Nhưng có một điều tôi cần nói cho cô biết, là từ nay về sau cô không bao giờ gặp lại thằng nhóc đó nữa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tại sao tôi không được gặp con trai tôi nữa? Anh giải thích đi, anh giải thích cho tôi đi. Cô có nói gì cũng vô ích thôi. Mà con bê bối quá vậy con? Hả? Cứ bày đồ chơi ra rồi để mẹ dọn không là sao? Hả? Con là con của ai vậy hả Nguyện? Mẹ cứ la con hoài. Con là con của mẹ chứ con của ai? Mẹ xin lỗi con. Có những món đơn giản con thích ăn mà mẹ cũng không mua được. Chỉ vì mẹ cứ lo chăm chăm làm việc nên lơ là với con. Không hiểu con mình đang muốn gì, cần gì. Con có buồn mẹ không? Con cho mẹ xin lỗi. Mẹ chưa làm được quá nhiều cho con, nhưng mà có một điều chắc chắn con rất quý giá đối với mẹ. Con có biết không?
Dạ con biết. Cho dù người khác có cho mẹ thật nhiều tiền đi đổi lấy con, mẹ cũng không chịu. Trên thế gian này con là người thân duy nhất của mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi. Con. Mẹ con, ơi con, đừng có bỏ mẹ. Con nội mà mẹ, mẹ ơi. Con về nhà với mẹ được không? Dạ con biết rồi, con không được quyền đòi về nhà. Nhưng mà không lẽ từ nay về sau con không được sống chung với mẹ nữa hả mẹ? Thiệt như vậy luôn hả mẹ? Tại sao bữa nay con nói nhiều vậy? Nếu thực sự con muốn sống chung với mẹ thì từ nay con phải nghe lời chứ, học hành cho thật tốt, vậy mới có thể trở thành người tài giỏi. Con sẽ được nhiều người kính trọng. Khi con đạt được những điều đó thì tự động mẹ con mình sẽ đoàn tụ. Từ nay trở đi cô không bao giờ gặp lại thằng nhỏ đó nữa. Quyện ơi, Quyện ơi, Lan Anh, bạn đâu rồi? Lan Anh ơi, đêm hôm Huy Khoát đi đâu một mình? Bộ không sợ ăn cướp sao? Mà người thân của mày đâu? Ê tụi bay, nhìn trên người nó ăn mặc toàn là đồ xịn không à? Áo xịn, quần xịn, ba lô cũng xịn nữa nè. Ê, bộ cô nhà giàu, bỏ nhà đi bụi hả mày? Chuyện này liên quan gì tới mấy anh? Ê nhóc, sao mà vội vàng vậy? Trong túi em đem nhiều đồ xịn lắm đúng không? Mà nói cho em nghe, ra ngoài đường á, đừng có đem theo nhiều quá, coi chừng bị cướp đó. Thôi, đưa ba lô đây, anh giữ giùm cho. Anh làm gì vậy? Đi ra coi. Buông ra. Đi đây mày. Mấy anh biết ba tôi là ai không? Ba tôi là tổng giám đốc của công ty Thành Phát đó nha. Ai nhắc đến ba tôi cũng biết hết á. Rồi sao? Ba tôi có rất là nhiều tiền và quen biết rộng rãi nữa. Ê tụi bay, bà nó ghê gớm quá tụi bay. Sợ quá à. Để anh nói cho cưng biết, cho dù ba của cưng là ai không liên quan gì tới tụi anh. Em đừng có đem ba của em hù dọa tụi anh, biết chưa? Còn bây giờ á, cho dù ba của em là ông trời á, cũng không giúp được em đâu em. Làm việc tụi bay. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Mấy anh làm gì vậy? Buông ra. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Bỏ ra coi. Em không cần phải gọi cho chú Tài đâu.
Anh kêu chú Tạ đi Tây Ninh rồi. Khi nào tìm được hai đứa nhỏ, chú Tạ sẽ về. Con đi khỏi nhà, sao em thấy anh bình tĩnh quá vậy? Anh không lo lắng cho con hả? Em thấy cách tốt nhất là phải gọi báo cho công an, chứ sống thấp thỏm như vậy em chịu không nổi đâu. Em đừng lo quá. Nếu có tin tức gì, chú Tạ sẽ báo về thôi mà. Em phải tin tưởng anh ta chứ. Giờ trễ rồi, anh còn định đi đâu vậy? Anh không ngủ ở đây à? Sáng mai anh phải đi công việc sớm. Bây giờ anh xuống phòng làm việc để chuẩn bị đồ. Chính mình là người đã chọn con đường này. Cuộc hôn nhân này nó giúp đỡ con thực hiện ước mơ đó con. Ba biết là con đâu có thương cô ấy đâu, làm sao con cưới được. Nhưng mà con nói với má là ước mơ của con là mở rộng một xưởng bánh, sản xuất ra nhiều bánh để tặng cho người nghèo. Nếu con muốn điều ước đó thành sự thật á, chỉ còn một cách là con cưới con bé đó thôi. Thôi, má nói là chỉ nói vậy thôi. Tất cả tùy con quyết định. Tại má không để ý, chứ nhìn mặt cô ấy, cổ đâu có vui đâu. Không ai ép uổng gì nó hết. Chính con bé đó, nó đồng ý làm vợ của con mà. Mình đúng là một người tồi tệ mà. Cuối cùng, mình đã làm cho cả hai người phụ nữ không ai được hạnh phúc hết. Qua đi, qua nhanh đi, nhanh lên. Qua nhanh lên đi. Dạ dạ dạ, qua liền qua liền. Đường vậy sao qua đây? Thiệt tình á.
Mình phải cố gắng sống. Mình không thể nào chết như vậy được. Nếu mà mình chết ở đây thì Nguyễn đã biết sống như thế nào. Mình phải sống. Nguyễn ơi, má con mình nhất định phải gặp nhau. Bảo, trời ơi, bạn bị sao vậy? Đưa mặt đây tôi coi cho. Đưa đây tôi coi cho. Bạn đi ra đi. Bạn muốn làm gì thì làm. Đúng là đồ nhà quê. Bộ, bạn tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi, đi nhanh đi. Đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Bạn sợ chứ gì? Bạn sợ tôi thấy bạn yếu đuối đúng không? Bạn cư xử y như một đứa con nít được cưng chiều vậy đó. Bạn nói gì vậy? Bạn có im đi không? Tôi không cần bạn dạy đời tôi. Mà bạn biết gì về tôi mà bạn nói như đúng rồi vậy? Tôi biết bạn là con cưng, quen được cưng chiều. Từ đó tới giờ chắc không ai dám nói nặng hay đánh đập bạn đúng không? Bị Yuko ở ngoài đường đánh là chuyện bình thường. Bạn sống trong sung sướng quen rồi, cho nên bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của người khác. Tôi hy vọng sau chuyện này bạn sẽ biết thông cảm với mọi người hơn. Bạn còn đứng đó làm gì nữa? Đi theo tôi. Ngon lắm. Cảm ơn bạn nha. Ăn thêm tô nữa không? Thôi, tôi no rồi. Mà nè, tôi hỏi xíu nha. Hỏi đi. Bạn với thằng Nguyễn chơi thân với nhau lâu chưa? Tôi thấy bạn có vẻ quan tâm tới nó lắm. Nó có gì đặc biệt mà bạn thích nó quá vậy? Còn bạn thì sao? Sao bạn lại đi theo Nguyễn? Tại vì Nguyễn làm bạn cảm động đúng không? Tôi thấy ai ở bên Nguyễn cũng cảm thấy an toàn hết. Tôi thấy Nguyễn là một người đáng tin cậy. Tôi đâu có nghĩ như bạn. Bạn suy diễn lung tung quá à. Tôi thấy bạn bằng tuổi Nguyễn mà bạn nhìn như con nít vậy đó. Sao bạn lại nói tôi con nít hoài vậy? Bạn nói coi tôi chỗ nào không bằng thằng Nguyễn chứ. Bạn ăn xong thì đem tô bỏ ra thao sau nhà.
Ở đây không có ai phục vụ bạn đâu. Tôi nghĩ còn lâu lắm Nguyễn mới về. Nè, bạn đừng có đánh chống lảng. Bạn cũng đừng có nghĩ tôi thua thằng Nguyễn. Tôi mà quyết tâm á thì tôi sẽ giỏi hơn nó nhiều. Tôi được học trường lớn chứ không phải cái trường nhỏ xíu ở dưới quê như nó. Tôi muốn gì cũng đều có hết á. Cho nên thằng Nguyễn nó thua tôi tất cả mọi thứ hết á. Bạn hiểu chưa? Khi mà bạn nói ra như vậy á là bạn đã thua Nguyễn rồi. Bạn chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi, chứ đâu có bản lĩnh gì đâu. Thôi bạn đi ngủ đi. Ê nè, trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Con thật sự muốn là người thừa kế của công ty nhà mình à? Con đừng mơ mộng cao quá. Ba con sẽ không bao giờ trao quyền thừa kế cho một đứa con gái đâu. Tại sao lại không hả má? Nên nhớ, những việc quan trọng ba con sẽ giao cho con trai làm. Một người sẽ sao đến với tôi vòng. Sao mà con bị bầm tím hết vậy? Người ta đánh con hả? Đến bất ngờ vào lúc tôi. Ai đánh con vậy? Mày còn về đây làm gì nữa? Mày dám dụ dỗ Gia Bảo bỏ nhà đi. Muốn hỏi thăm và tại mày mà con tao mới bị người ta đánh ra nông nổi này. Mày vừa lòng chưa? Những nụ cười. Mày nói thiệt đi, tôi bỏ quên. Mày đã xài hết tiền rồi phải không? Cô nói tiền gì? Con không hiểu. Một mày đừng có làm bộ nữa. Trong giấc mơ vẫn má gọi của mày đang rất cần tiền, cho nên má mày xúi mày ăn cắp tiền. Chẳng hứa gì. Rồi mày đưa hết tiền cho má mày xài rồi. Có đúng như vậy không? Hả? Nghe ba hỏi. Một người sẽ Huy nó nói với con bên tôi, là nó cần tiền phải không? Khó hay khi huy hoàng, dạ phải. Một người con bị làm sao vậy? Ba con đánh con nữa hả? Dịu dàng cô yêu tôi. Bây giờ ba con đang ở đâu? Có khi nào chính em là Lan Anh, con sao vậy? Con gái anh bị thương tích đầy mình. Ai gãy bao bóng, anh có biết không? Lan Anh nó dám tố cáo cha nó hả? Tôi đánh nó chết luôn á. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh hợp tác, mời về trụ sở làm việc. Những hạnh phúc không đâu xa vời. Con phải làm gì? Chú mới cho con gặp mẹ của con. Đi khỏi căn nhà đi thôi. Nghe lời tao dặn đi. Từ đây cho tới chết, không bao giờ được bén mảng tới căn nhà này nữa. Mày nghe tao nói chưa? Chú ơi, đi với người này được gặp mẹ con phải không chú? Đúng rồi đó. Nhớ nghe.